Vâng, và xin được trân trọng và được kính mời các cô dì chú bác. Thưa các quý vị khách quý cùng bạn bè thân hữu gần xa, và xin phép cho được thay mặt bên phái đoàn Họ Nhà Gái hôm nay đến đây rất là vui vì được bên phái đoàn Họ Nhà Trai cùng toàn thể quan viên Họ Nhà Trai được đón tiếp bên phái đoàn Họ Nhà Gái thật là nhiệt tình nồng hậu như vậy. Với tấm lòng như vậy thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi cũng xin được gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các quý ông, các bà, cô dì, chú bác. Và lời thứ hai thì xin phép cho tôi được thay mặt bên Họ Nhà Gái. Hôm nay là ngày hạnh phúc của hai con cháu chúng tôi, hai bên gia đình chúng tôi. Vì vậy tôi xin rất là cảm ơn các quý vị, quý ông, quý bà, quý vị con khách, quý vị là con khách kinh mến gần xa cùng toàn thể các nam nữ thanh niên đã đến chung vui cùng hai bên gia đình chúng tôi. Vì vậy tôi xin rất là cảm ơn vì tấm lòng của các quý vị đã bỏ cái thời gian vàng ngọc quý báu của mình về đến đây chung vui cùng hai bên gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin rất là cảm ơn vì tấm lòng nhiệt tình của các quý vị. Một lần nữa xin thay mặt phái đoàn Họ Nhà Gái, tôi xin được gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe, một lời trân trọng, một chúc quý khách một năm mới sẽ có một năm mới ấm áp bên người yêu, bên người thân của gia đình và bên người thân của gia đình của quý vị và các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều. Nhà trai hân hoan đón dâu hiền, mà nhà gái hân hoan đón dề thào. Dạ vâng, và để đáp lại những lời lễ của bác đại diện gia đình Họ Nhà Gái thân thương, thì ngay giờ đây ban tổ chức đã xin được trân trọng và kính mời bác đại diện cho gia đình Họ Nhà Trai cũng có đôi lời dặn dò trước khi con cái lên vợ thành chồng, và đặc biệt là bày tỏ với quý vị khách quý. Vâng, và xin được trân trọng và được kính mời. Vâng, trước hết tôi thay mặt nhà trai tôi cảm ơn người dẫn chương trình cũng như xin hải hàng. Kính thưa các cụ ông cụ bà, kính thưa hai bên nội ngoại, thưa đại diện Họ Nhà Gái cùng toàn thể Họ Nhà Gái, thưa các vị khách quý tham gia, thưa cô chú bác bạn bè gần xa cùng toàn thể các cháu nam nữ thanh niên, trải qua trong một thời gian dài hai cháu đã đi lại quen biết, tâm đầu ý hợp, hôm nay được ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình tác hợp tổ chức cho hai cháu chú rể Liễu Ngọc Thiện sánh riêng cùng cô giao hôn lương Bích Na. Trong hai tuần qua gia đình cũng có thịt đi mời, có lời mời đến người tới toàn thể các vị khách quý. Trong hội hôn hôm nay có nhà hàng Thanh Thanh, nhà nhạc Thanh Bình, máy ảnh hàng ngân camera đồng hành phục vụ. Cuối cùng chúng tôi chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Thay lời Họ Nhà Trai, chúng tôi xin kính chúc một sức khỏe người tới các vị khách quý cũng như toàn thể anh em trong hội hôn hôm nay một sức khỏe tốt đẹp nhất, chúc một bữa tiệc thật ngon miệng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Em còn son thì anh cũng còn son, giờ đây ta đã là con một nhà. Vâng, và để tiếp tục chương trình thì xin được chào chào và kính mời. Yeah.
đúng là chữ chung thì ra đề chưa xa. Xin chúc mời rượu cho đôi Tân Lang và Tân Gia Nhân. Mình vui.
chân xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non kéo bông ngọn tre, khăn màu son áo bầu. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay diều hầu, lâu thật lâu mới có được một ngày vui. Cha hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chả nhà ai có hồng dễ quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ồ một hay có con lợn quay, xôi đầy mắm câu đầy bùa. Đây buồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui.
Không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đêm. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa